Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đa Bất Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì nói chung là cái series này của mình cũng không nghĩ là có một số lượng tương đối khá là nhiều bạn ủng hộ mình. Thật ra nói chung là mấy bữa nay mình làm thì tương đối nhiều. Thì nói chung là một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Rồi thì hôm nay chúng ta đến với lại một cái chiến dịch mới, tất nhiên nó vẫn là sandbox thôi. Và hôm nay thì mình thay đổi nữ tổng thống của mình chút xíu. Nói chung là bây giờ thì chúng ta nhìn giống như là một nàng nữ cao bồi, đúng không? Rồi thì là thứ nhất là mình tên thì không đổi, mình đây là cái tên hiệu của mình. Mình thích cái tên này rồi, nhưng mà thứ nhất bây giờ cái thân phận của chúng ta thì chúng ta sẽ là, nói chung là giống như là chúng ta là con nhà giàu được đưa lên các bạn. Nói chung là cha chúng ta là một người có quyền, là thậm chí là tổng thống đời trước luôn. À ra ra cái này mới là con của tổng thống đời trước các bạn. Còn cái này là chúng ta dạng như sinh ra mà giống như đã là con nhà giàu rồi đó. Và nó có một cái thế lực rất là trung thành ở đây, thành ra là chúng ta được cộng 25 điểm trung thành của mấy cái thế lực mà nó là dạng thân chúng ta. Và đổi lại chúng ta nhìn chung chúng ta là người giàu có, nên vừa vô là chúng ta được mát cái phủ tổng thống luôn. Nói chung là cái này chọn nó thì không có cái thiệt hại gì. Còn cái này là chúng ta sẽ được cài vào bởi CIA. Thì nói chung là mình chọn cái này thì mình sẽ được ủng hộ bởi phe tư sản. Và tất nhiên vì chúng ta là người của CIA, cho nên mặc định là chúng ta sẽ được cộng 40 điểm cái điểm thân thiện với người Mỹ. Mà giờ thêm cái điểm ngoại giao của mình đó, coi như là mình mát quan hệ ngoại giao với Mỹ luôn, thậm chí là gần mát. Nhưng mà đó là nó trừ cái liberty, là tự do. Và ngoài ra thì do chúng ta là cái người thân Mỹ, cho nên là mỗi năm thì người Mỹ cho chúng ta 2.000 đô vào cái ngân khố. Lưu ý cho ngân khố chứ không phải là cho cái tài khoản của chúng ta nha. Thành ra nếu các bạn thích thì các bạn có thể làm người của KGB cũng được. Thì cái này chúng ta lợi trong cái việc tuyển lính, tại vì là nó giống như trang vậy, nhưng mà thay vì nó cho tiền thì nó cho này, thật ra tính ra còn lợi hơn. Tại vì cái này là nếu mà gì chúng ta chỉ qua phe ta cộng sản á, thì nói chung là cái này lính của chúng ta sẽ không phải đi học, lính chúng ta là lính ít học các bạn. Nhưng mà mình thì mình không thích cái kiểu đó. Ngoài ra thì cái này mình đeo cái súng ở quay nhìn khá là thích. Nói chung là hôm nay thì chúng ta mình quyết định là mình sẽ là người của CIA các bạn ha. Đúng rồi, chúng ta không phải là người của CIA, mà là chúng ta được cái người là cái người mà được CIA hậu thuẫn để mà đưa lên làm tổng thống của cái quốc đảo này. Kỹ năng của chúng ta vẫn không thay đổi. Cái này thì nó giúp chúng mình đó là có thêm sự tôn trọng người dân, giống là kỹ năng giao tiếp và là cái người mà có khả năng thuyết phục, thậm chí là mê hoặc quần chúng á. Cái này chúng ta là một cái người rất tiết kiệm, cho nên là chúng ta sẽ giảm được cái chi phí xây dựng, nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ bị phe cộng sản nó ghét. Đúng rồi, nói chung là dạ mình kiệt sĩ quá, mình bóc lột sức lao động của công nhân đó các bạn. Mình làm một cách để mà mình giảm cái chi tiêu khi mà xây dựng công trình, nhưng mà đa phần là tìm cách là giảm lương của công nhân thôi. Ngoài ra thì mình giỏi về ngoại giao. Thì đó, hiện tại là mình sẽ được 8 điểm với tất cả mọi phe theo bên ngoài khác. Thật ra nói chung là bữa giờ mình, ngoài ra thì cái này bắt các bạn chọn cái này, các bạn còn được miễn phí cái công trình ngoại giao nữa. Rồi ok, sơ bộ lại vậy. Thì nói chung á, mặc dù là hiện tại bây giờ mình tính như thế này nè, tuy rằng á, là mình là cái người mà thân Mỹ, tại vì cho người Mỹ đưa chúng ta lên nắm quyền mà. Rust Bowl tức là con đường mà chúng ta lên nắm quyền á, thì đó là chúng ta được cài vào bởi CIA, thì tất nhiên chúng ta phải thân Mỹ rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thân Mỹ nhưng không được chống Liên Xô. Nói cách khác chúng ta là cái người mà do người Mỹ đưa lên, cho nên chúng ta không thể nào để khiến cho người Mỹ ngứa mắt được. Nhưng mà không khiến cho người Mỹ ngứa mắt, nhưng mà chúng ta cũng phải làm sao để cho người Nga không ngứa gan với chúng ta, chứ không là chúng ta bị Liên Xô đập ấy. Tại đơn giản các bạn nên nhớ là chúng ta được cài CIA cài vào, nhưng mà là một cách bí mật nha. Về cơ bản chúng ta chưa phải là đồng minh của Mỹ. Thành ra nếu như tàu của Liên Xô mà nó kéo tới thì Mỹ cũng không binh chúng ta được đâu. Trừ khi các bạn thiết lập được quan hệ đồng minh, mà cái đó khó lắm, tại mất khoảng thời gian. Chưa kể là các bạn phải có bộ trưởng bộ ngoại giao rồi cơ, là đặt cái căn cứ quân sự của Mỹ. Mà đặt căn cứ quân sự của Mỹ các bạn, tập trước các bạn không thấy ở đất khúc cuối đó, các bạn để cho quân đội nước ngoài nó hiện diện ở trên đất của chúng ta đó, thì cái tụi dân tộc, nói chung là cái tụi mà có tinh thần dân tộc cao nó lại ghét mình. Thành ra là cái chuyện đó cũng hết sức cẩn thận. Tuy rằng là mình đã có sự ủng hộ của người dân khá là nhiều, nhưng mà tại vì chúng ta là dạng cái thế lực mà cũng không được ưa cho lắm đâu. Do là chúng ta dạng kiểu con ông cháu cha, chúng ta lên nắm quyền, hay hoặc là chúng ta cũng là cái kiểu dạng giàu á, thì nó không, nó hơi xa rời với dân nghèo tí. Rồi ok, vô. Đó. Rồi nói chung là chúng bữa nay thì mình đến với một cái đảo thì nó cũng không được gọi là tốt cho lắm đâu. Nhưng mà lần này mình rút kinh nghiệm được từ hai lần trước rồi, thành ra lần này mình sẽ xử sự mà nó có phần khôn ngoan hơn chút. Đầu tiên là vô thì mình cho cái đám này nó nghỉ việc cái đã, để mình phá nó, mình đẩy nó đi chỗ khác được. Cái này bấm chuột trái vô, bấm chuột phải mới là xóa nha các bạn. Xóa về, còn các bạn bấm chuột phải là nó sẽ hiểu ra cái dạng kia. Rồi ok, vừa vô thì mình vẫn quyết định sẽ phá những công trình này, dù ai có nói gì đi chăng nữa, phá thì vẫn cứ phá thôi, không nói nhiều. Rồi nhưng mà lần này thì mình sẽ có cái những cái hành động mà nó khôn khéo hơn tí. Rồi nói chung là như mình đã nói đó, trước đó thì mình phải kiểm tra cái đảo này. Cái đảo này thì nhìn chung là
độ màu mỡ của đất đai thì cũng không hẳn là cao, tại mình tính là cái đảo này trồng lúa thì ngon nè. Lưu ý là mình vẫn có cái đồng hồ này, tức là các bạn đã kích thích cái DLC là cái Modern Time rồi nha, tức là cái nó có hiện đại hóa đó. Rồi chuối thì đảo này trồng không ngon lắm, có vài miếng trồng ngon thôi, đu đủ thì đảo này trồng ngon, thơm thì cũng tạm được, cà phê cũng ok. Thuốc lá thì dở không ngon, đảo này mía cũng không ngon. Thuốc lá thì Mỹ mua mà đường mà mía thì Liên Xô mua, cà phê thì Mỹ cũng mua, mấy cái này thì là châu Âu nó mua, còn lúa mì thì ai cũng mua hết, mà đa phần mình để là mình ăn. Rồi ok, cái đầu tiên là sắt thì có mỗi một cái mỏ, Masuti không có, tại mình luôn luôn để tài nguyên gần như không có gì. Nói chung là một cái đảo mà nó tào lao giống gì mới tới lượt mình, chứ còn không mình làm gì có chuyện chúng ta được làm ở yên. Nhiều nước vào vô nó giành lắm rồi, mấy cái đảo này ngoài khơi rất chiến lược nha các bạn, đặc biệt. Nói chung là mình rút kinh nghiệm từ lần trước thì mình cũng không chỉnh cho cái đảo này là nó có địa hình xấu nha các bạn, để tránh chúng ta là khó phát triển. Vậy đi chúng ta xây đường xây xá rồi phát triển dễ hơn. Mỏ muối thì cũng có một cái mỏ, có gì chúng ta dễ buôn bán với Liên Xô. Dầu thì ok, nằm ngoài biển rồi. Cá thì hầu như chúng ta ở đảo thì không lo thiếu. Gỗ thì map này ngon, nhưng mà chăn nuôi thì chỉ có bên này là ok thôi. Rồi ok. Rồi vậy thì bây giờ mình kéo đường thôi. Rồi thì mới vô thì chúng ta cố gắng là phát triển chút xíu. Đây, kéo cái đường đi hết cỡ. Nhưng đừng để cái đường nó cong nha các bạn, mốt chúng ta phát triển khó lắm. Đây. Đây, rồi. Ngon, ok. Đấy, biểu cục đá này nó trắng giữa thì chúng ta chịu. Rồi, bây giờ thì chúng ta phải tìm cách nào để chúng ta nối vô đây cho nó đẹp. Rồi, đây, đẹp rồi, đẹp rồi. Ha ha ha, ngon, 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 ngon. Rồi. Lần này rút kinh nghiệm luôn thì mình sẽ không cố gắng xây dựng cái công trình nông nghiệp nó sớm, cũng không xây cái cá sớm, mà mình sẽ cố gắng mình phát triển những công trình khác. Và tất nhiên đầu tư như mình nói vừa vô là miễn phí nhà ở cho dân, để tránh nó ở ngoài lều, mình không miễn phí cái này khổ lắm. Rồi mình cho thử hạt nhân luôn để mà chúng ta kiếm tí tiền tài trợ. Hành động này về cơ bản là không nên nha các bạn, nhưng mà chúng ta cũng không có cách nào khác. Rồi, tại vì mới vô mình nghèo ăn chết thì cũng không có thế này thế nọ được đâu. Rồi đây, nói chung là phân thành từng khu thôi. Rồi đây, đốn cây thì phải chịu chứ cũng không biết sao giờ. Tụi môi trường nó la làng thì cũng kệ nó thôi. Rồi đây, ok. Tạm thời chia đất ra được vậy, ai nói gì nói kệ. Rồi. Lần này thì mình sẽ tập trung ưu tiên phát triển đó là cái khai thác gỗ nha các bạn. Tại cái đó thì nó xài luôn, mình có gì mình xây cái trường cấp 3 lên nó dễ. Riêng cái này nó rẻ thì mình đầu tư được nè. Rồi sau mình sẽ khuyến khích dân chúng nó đi làm cái này, tại mình phá hết mấy rồi thì nó chỉ có làm được cái này thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ đầu tư khai thác gỗ cái đã. Lần này mình sẽ kiếm tiền nhờ cái này, còn tụi môi trường nó nói gì thì kệ nó. Nó la làng la xóm lên gì cũng kệ nó các bạn. Kiểm tra lại cái đất chăn nuôi chút xíu. Đây, ở bên này chăn nuôi không ngon đúng không? Rồi xây cái xưởng gỗ ở đây là đẹp trời. Đây. Và do đây là công việc của những người đàn ông cho nên mình sẽ dụ họ bằng mức lương tương đối cao này, 8 đô thay vì 5 đô. Dụ họ làm cái này. Rồi. Nhưng mà khoan đã. Đây mình sẽ có tới 2 cái xưởng gỗ chứ không phải 1. Chà đi vậy cũng hơi dở đó. Nhưng mà thôi không sao, phát triển cho tương lai các bạn. Đây. Rồi tạm thời như vậy. Dày thì đường nó bị cong hơi dở, mà dày thì hai cái đường này nó không khớp nhau hơi dở luôn. Rồi thì rồi thôi chấp nhận đi, mới vừa vô mà xây như vậy là hơi dở rồi. Không sao có cách chấp nhận. Tóm sao đường thì nó cũng không mắc lắm, bất quá thì mình xây lại đường hay kiểu khác. Đây xây theo phương đó không được thì phương này có cái gì đâu căng. Rồi
con chuột của mình nó lăn không được ngon cho lắm. Đây, bỏ nó đi. Rồi thế là xong, đỡ vướng. Có chỗ phân ngang, có chỗ phân dọc vậy. Rồi xong, cây ở đây rất nhiều. Thêm một cái xưởng gỗ ở phía sau lưng của tổng thống nữa là ngon cơm. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên xây xa xa ra một chút để tránh nó nằm gần nhau quá thì không nên các bạn. Rồi ok, 8 đô luôn. Rồi và gì thì gì, rút kinh nghiệm từ lần trước, chúng ta phải xây một cái trường cấp 3 các bạn ạ. Khoan để coi đất chăn nuôi ở đâu để mình né. Mình vẫn làm giàu về chăn nuôi rồi, bên này chăn nuôi tất là tào lao, để mình xây cái trường ở khúc bên này. Rồi đây. Ok. Mới vô cho 3 giáo viên thôi các bạn. Giáo viên nhiều quá là không được. Rồi tất nhiên là phải xây nhà dân rồi, cái đó thì không nói. Rồi đây nhà dân một cái. Nhà dân hai cái. Nhà dân ở đây đi, kế bên luôn cho nó đi làm rồi cho nó tiện. Rồi vì thế cho nên là cái gara thì cũng phải có hai cái. Đây cái gara xây ở đây bao đẹp. Rồi tiếp theo nữa là mình phải xây một cái nhà thờ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhưng mà khoan đã, xây cái này thì lát nữa sẽ bỏ, cái này cũng vậy, chỉ có cái này là được xài. Nhưng mà xây cái này thì lại không có người làm cô giáo. Cái này trước thì có vẻ như ngon hơn. Rồi đây xây cái đồn cảnh sát ở đây. Rồi giờ chỉ còn xây được mỗi cái này thôi. Cái này còn xây được đúng không? Rồi ok tốt. Vậy cái bãi giữ xe nó nằm ngay đây luôn. Rồi, nó nằm bên này nhỉ. Rồi ok, chính thức hết tiền. Quay. Rồi không sao, lát nữa mấy con đàn ông nó cũng tự động nó bỏ việc rồi các bạn. Rồi đấy, nó cũng phải tự động bỏ việc, tại vì nó nếu mà nó giờ nó đi làm bên cái xưởng gỗ thì nó sẽ được lợi hơn. Rồi ok ok, tôi biết là thưa ngài. Rồi ok, mới đầu vô thì cũng phải phá hết mấy cái nhà này, không cho nó ở đây được. Mấy cái nhà này chất lượng nó kém lắm. Bây giờ các bạn có cho nó ở thì nó cũng có 25 mà nó còn bèo, nó hơn cái nhà này có 5 điểm mà. À không, 15, cái nhà này nó bèo hơn nữa. Cái này mới là cái nhà mà mình nên 15 nè. Nói chung là cái nhà này trả hơn cái nhà này được nhiều mà còn tốn tiền xây. Rồi ok. Thôi chuyện khó tránh rồi, cái chỗ này toàn nữ không, công ty này là toàn nam, không có đúng một đứa nữ. Rồi ok. Thôi xây dựng lẹ giùm tôi mấy ông ơi. Rồi đấy đúng rồi, đi phá hết, đi phá rồi còn đi xây lại nữa. Nó non không vậy trời. Tại vì chưa có cái gara đó các bạn, nó bèo lắm. Làm việc giùm cái. Đúng là nó sẽ ưu tiên những công trình ở gần thật. Cho là tạm thời ra rồi ở trước đi, mấy cái nhà kia dọn cho nó đỡ trước mắt. Rồi ok, cái đồn cảnh sát xây trước nữa. Nói chung là mình không ép nó muốn xây cái nào trước là chuyện của nó. Rồi muốn xây cái gì trước cũng được, tại đường nào cũng phải xây hết à. Đúng rồi, xây chung cư đi cho bà con có chỗ ở. Từ từ đã nào, cái y tế nó xuống chưa? Rồi xong, y tế xuống rồi thì mình sẽ xin quốc tế cho mình có viện trợ cái y tế cho mình. Chà, cái này vậy mà thiếu ta hơi bèo quá nha. Rồi thôi ok cũng được. Đây, để kiểm tra coi. Hiện giờ là bên tư sản nó ghét mình. Nguyên nhân là mình tại chẳng xây mà cái an ninh nó kém nữa. Cái tụi trung thành thì nó đang sơ, nó đang xuống. Tại mình không có cái mộ, không có cái viện bảo tàng, không có gì hết. Chỉ được nhờ hai cái này thôi. Mấy cái kia tạm ổn, tụi trí thức thì nó không ưa mình lắm. Tại mình chưa xây trường. Với lại nó cũng cái lãnh đạo của phe phái này nó không ưa mình. Mỹ thì đang không ưa chúng ta, Liên Xô vẫn ok. Tại chúng ta chưa làm ra được cái gì mà để giúp ích cho người Mỹ ra, họ không ưa mình đó mà.
sao ráng lên các bạn, ráng làm chú Sam hài lòng mà chúng ta sẽ được yên thân. Rồi tàu lại sắp tới và chúng ta vẫn chưa có hàng. Xây hai xưởng gỗ, lát nữa mình xây hai nhà máy lên là lúc đó tha hồ mà làm giàu. Rồi một lần nữa chúng ta ăn, chúng ta không có gì cả các bạn. Rồi ok, có tí tiền viện trợ, có tiền viện trợ thì phải đi xây dựng thôi. Đúng rồi, xây nhà thờ đi để khuyến khích nó đi học cấp 3. Và chúng ta sẽ xây cái nhà thờ ở trong này. Rồi xong, chính thức là hết tiền. Sao có nhà thờ, có đồ cảnh sát đồ luôn là ngon rồi. Đây chúng ta bắt đầu có cái bãi giữ xe. Tính ra đa phần công việc mình cho người đàn ông không. Sao thì nếu vậy thì sẽ có càng nhiều những người phụ nữ không? Có con đứa nó bỏ việc rồi nè. Giờ chỗ này có hai người phụ nữ rồi. Nói chung là mình sẽ cố gắng đẩy người phụ nữ qua bên mấy cái trường học này hết. Ê, xin lỗi, mấy công ty xây dựng này hết, để tụi đàn ông mới tập trung mới đi khai thác gỗ. Mình sẽ không xây luôn cái cảng cá nha, để mình nâng cấp nó lên luôn mà chơi, đợi chừng 12 năm thôi. Mấy cái liên quan đến lương thực rồi mình từ từ đợi xíu. Chúng ta sống như viện trợ quốc tế một tí để chúng ta tránh phải đập đi rồi xây lại nó phiền lắm. Sao bây giờ ba đứa nữ rồi nè. Tại đơn giản là mấy cái việc kia được năm đồng, với lại chứ kể nó đi học thì nó sẽ lợi hơn. Đây như là mấy thằng trai giờ nó sẽ đảm bảo các bạn là nó sẽ bỏ nó đi học hoặc là nó đi khai thác gỗ. Nó không thèm làm ở đây ở đâu 5 đô, trong khi làm cái này nó học đi học nó được 10 đô. Còn nó làm ở xưởng gỗ thì nó được 8 đô thì nó cũng ngon quá rồi. Rồi thậm chí giờ cho nó 10 đô luôn. Trả tất tay tí đảm bảo nó vô đây, coi như là lương nó lên ngang lương công nhân rồi còn gì nữa. Tức là nó là cái đứa không có học mà nó lương của nó bằng với lại cái đứa mà đi được học cấp 3 thì nó lại chả cố gắng hết sức nó đi học. Thì chả cố gắng nó làm, nó dành chỗ làm vội luôn, sợ hết slot đó chứ. Rồi đây. Đúng rồi đó, cố lên. Mặc dù là ba cái nhà thì mình cũng không dám chắc là có đủ chỗ cho tụi nó ở. Nhưng mà thôi kệ, có hơn không. Đây đúng rồi, đi đâu bây giờ nữ nó gần đầy lên hết luôn rồi nè, còn hai đứa nam thôi. Biết ngay đâu, mình mấy lần trước mình hơi cưỡng chế xíu, thành ra mình bắt nó bỏ việc, còn giờ là mình dùng cái tiền lương á để mình dụ nó bỏ việc. Đây bà con vô đây ở. Nói chung là mình khuyến khích vẫn tốt hơn là chúng ta để cho nó tự nguyện, vẫn tốt hơn là chúng ta ép buộc các bạn. Rồi có 6 người nữa tới ở. Cái đảo mình chắc mình phá cái này chắc ăn không đủ ăn quá. Rồi hôm sau chúng ta cố lên nào. Nói chung là để thấp vậy, nói chung là các bạn đừng để bất cứ chỉ số nào dưới 50 nha các bạn. Lần hôm tập trước các bạn thấy mình chơi bị nó đình công nhiều á, một phần đó là do mình có những cái nó chưa tốt. Cụ thể là ở đây là mình nói làm sao ta? Đây, xây hai cái luôn cho xong. Và chúng ta bắt đầu tham nhũng từ lúc này luôn đi, để tránh như hôm qua chúng ta làm không kịp. Đó. Chúng ta nói chung là tại mình để cái chốt, nói chung là các bạn thấy đình công nhiều là do cái chốt này thấp nè. Cái chốt này mà nó mà thấp á thì người dân nó sẽ giống như nó sống không hạnh phúc á, thì nó sẽ quậy mình nhiều. Thì nên đó chúng ta cố gắng lên thì sẽ được lợi hơn. Rồi ok. Từ từ. Rồi đây xây nhà xong chịu vô ở, để tôi phải đi xóa lều tạm nữa, khổ quá. Nói chung là để lều tạm nhiều giống vậy là cái tụi cộng sản nó ghét mình đấy. Thành ra là phải nhanh chóng loại hết mấy cái lều tạm này đi. Đó đúng rồi. Lính thì bây giờ mình vẫn trả nó 10 thôi, tại vì nó với lại đa phần nó sẽ vô đây, tại lính thì nó được cái shop này khá là cao. Đấy ông vô đầy biết ngay. Rồi đây giờ nói chung chúng ta vẫn sống nhờ cái nghề buôn gỗ này thôi. Rồi từ từ nữa, lát nữa có điều kiện rồi mình sẽ xây cái nhà ngoại giao. Nói chung là công trình mà dạng như của chính quyền á, thì mình sẽ tập trung nó về cái khu trung tâm này gần của tổng thống, để có gì mình dễ làm việc. À rồi sát quá không được đúng không, mà thì cách ra một miếng gì đâu cắn. Đây rồi xong. Đây nhà ngoại giao đúng không, kế phủ tổng thống luôn. Ví dụ là phủ tổng thống với bộ ngoại giao nằm sát bên nhau. Dễ giải quyết, dễ xử lý. Và tất nhiên để tránh mà bị ghét thì mình sẽ chơi trung lập. Mình không thân Mỹ mà cũng không thân Nga. Nói chung như mình nói đó, tránh tình trạng đó là chúng ta để cho người Mỹ ngứa mắt, nhưng mà cũng không được để cho người Nga ngứa gan với chúng ta.
lúc này gọi là Liên Xô chứ không hẳn là người Nga. Nga thì chỉ là cái phe mạnh, cái nước mạnh nhất trong số các nước sau chủ nghĩa thôi, nhưng mà trong của cái Liên Xô, Liên bang Xô Viết thôi. Còn về cơ bản thì nó còn nhiều quốc gia trong đó như là Ukraine, như là đủ thứ một số nước khác mình không nhớ hết tên. Rồi đây, bắt đầu mình có hàng để xuất khẩu rồi đấy. Đây là 50 người tới ở, kiểu này không đủ nhà cho nó ở rồi. Tại đa phần là nó chưa kết hôn, nhà này có cái chung cư này có đúng một cặp vợ chồng thôi các bạn. Còn lại là người. Ây chà, vậy thì tiền đâu mà xây nhà cho nó ở. Đây. Mấy cái tay bên xưởng gỗ này ok, tại mình không đủ đàn ông thôi. Với lại gỗ này chưa được chế biến thì nó cũng không giá trị lắm đâu. Đây. Nó vô nhà, nó trong đa phần mình thấy nó thích làm cảnh sát hơn đi làm linh mục các bạn. À không, đúng rồi. Tại số của linh mục có 56 à, số của cảnh sát được tới 66 lận. Rồi ok, chúng ta được tài trợ, khoa chụp hình đã tránh nó hết tiền. Mình vừa nghe nó kêu cái tin một cái. Thường là nó kêu cái tin một cái này là có nhiệm vụ. Ủa mà đâu mất tiêu, không thấy ta. Mà khoa đúng là mấy cái mỏ. Cái mỏ muối đâu, có đồ hàng để bán cho Liên Xô thôi, nó ghét mình nữa. À phải kéo đường qua đây hả? Rồi từ từ đợi xíu, xây cái nhà lên cho nó dân nó ở đã. Chứ không có nhà cho nó ở thì mình mệt lắm. Biết nhét ở đây vừa không ta? Không vừa hả? À, tự nhiên nó xây cái công trình vận tải ngay đó thì nó cũng khó cho mình. Rồi thôi kệ. Cái nhà thì nên nằm gần cái khu này hoặc là cho nó ở bên đây đi. Không biết còn đủ tiền xây cái mỏ muối không. Rồi thôi ok, vậy cũng được. Để mình kéo cái đường vô đây. Rồi kéo qua. Lại nữa. À mà thôi không sao, cái nó nói lên đây mà không, nó nói lên đây vậy cũng dở cho mình. Chỗ này mốt dễ kẹt. Nó về thì không được có cái đường này ở đây. Mà tại như vậy thì nó lại vướng rồi. Hơi dở. Nhưng mà thôi kệ, nó không sao, chấp nhận luôn. Cái đường đã làm sẵn rồi, mình chịu thôi. Cũng không biết sao giờ. Đây. Ok, ráng đẩy hàng ra cản giùm cái. Chắc đa phần là nó cũng không muốn. Ở đây chỗ này mèo nè. Cái thằng vận tải này mình phải đảm bảo cho nó thôi, đẩy nó lên 10 sớm luôn đi. Sao trả lương cao một tí, khuyến khích nó làm việc các bạn. Đây thằng này 56, còn thằng này được 56 luôn hả. Thằng này thợ mỏ 44 thì chịu. Ok. Như là mình có tới 2 công ty xây dựng và hầu như tất cả những người làm đây đều là nữ. Mình biết là sẽ có một bạn đòi đấu tranh, vài bạn gì đó đấu tranh đòi nữ quyền cho những cái người này. Nhưng mà cái đó là chúng ta phải chịu, không có cách nào khác giờ. Tại vì những cái công việc mà chúng ta làm chọn hiện giờ là nó dành cho người đàn ông. Thành ra giờ là mình cũng không thể nào mà ưu tiên cho phụ nữ hay cái gì được. Việc của phụ nữ có đây, nói chung là tạo điều kiện cho phụ nữ làm công việc trí thức luôn này. Đó, đi học ráng làm cô giáo giùm cái đi. Đó, không thôi qua đi làm bộ ngoại giao cũng được nè. Ở đây còn thiếu, nói chung là việc cho phụ nữ cũng nhiều lắm mà nó làm thôi chứ. Phải tại mình đâu. Nói chung là giờ các chỉ số thì nó được vậy cũng tốt rồi, nhưng mà giải trí nó vẫn hơi thấp. Rồi đây chúng ta cũng bán được tí hàng, nhưng mà nó không có đáng giá nhiều cả. Tụi nó không chịu kết hôn luôn nữa, thành ra là mình cũng gặp khó. Cái chung cư này thì nó lại kết hôn nhiều nè, mà đa phần phụ nữ vẫn là bị thất nghiệp. Chắc nó không chịu đi học. À mà đúng rồi, tại không có cô giáo để cho nó đi học. Mà tính ra tiêu chuẩn giáo dục của cái đảo này cao ghê chứ. Một cô là chỉ được 2 trò thôi. Mà giáo dục ở đây là giáo dục miễn phí nha, chứ không phải là nó đi làm thợ mỏ. Mà thợ mỏ có 44 mà. Đây được 56 thôi mà. Chả biết nó tính kiểu gì. Đang này chúng ta vô, chúng ta xuất khẩu lúa mì thì được tăng giá gấp đôi hả. Mà mình lại giờ mình bỏ cái trồng lúa mì rồi. Lương thực thì nó vẫn ở giữ ở mức ổn định. Tại nhìn chung cái đảo này còn hoang sơ, người dân tự đi kiếm đồ ăn được. Nhưng mà khai thác cái gì sẵn có cho tự nhiên. Rồi ok, nói chung là cái này mình khỏi lo nâng cấp, thì lát nữa mình làm cái nhiệm vụ lên đời cho phụ tổng thống á, mình khỏi cần gì hết. Nó dễ cho mình.
Trời ơi, sóng thần thì trời ơi. Tôi làm cái gì sai? Cái đảo này là giờ xây ở đâu cũng dính sóng thần hết trơn á, các bạn không có chạy đâu mà thoát được hết trơn á. Rồi đây, đúng lúc đó mình lãnh được tiền của quốc tế khá nhiều. Nhưng mà nó sập hết hai cái chung cư và ba cái gara, coi như cái đảo mình tê liệt luôn. Rồi, ok, ok, em biết cũng đổi đây ít rồi, nhưng mà cái đó chúng ta phải chịu. Rồi đây, bỏ 1.000 ra để mà sửa cái đảo này, sửa cái đống này. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chi tiền để sửa lại gara, sửa lại chung cư. Tiếp tục sửa lại. Sửa xong cũng muốn hết tiền chứ cũng không phải là được tiền đâu. Rồi đây. Rồi mình tạo điều kiện mình xây một cái quán nhậu ở đây luôn. Mốt cái chỗ này nó sẽ biến thành cái cơ sở của cái tụi đặc vụ bí mật. Còn giờ tạm để như vậy đã. Rồi mình xây cái này luôn để tạo công ăn việc làm cho phụ nữ, cái quản lý nhập cư nè. Rồi đây. Đúng rồi nè, đó cho nó gần gần cái phụ tổng thống, mình giải quyết cái tụi này nó dễ. Rồi ok. Cái mỏ sắt nó ở hướng nào mà quên, mỏ sắt mình nâng cấp được. Thành ra để khi nào mình nâng cấp được cái khai mỏ lên luôn là tính. Rồi mình mua một cái này trước đi. Rồi đây nè, tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ luôn. Cái này thì giờ chúng ta lại để nó ở gần biển, để lát nữa mình đẩy hàng ra cảng cho nó lẹ đó mà. Rồi ok. Tranh thủ luôn cái tiền viện trợ quốc tế nữa. Nãy nó thật ra cái nãy nó gây thiệt hại cho mình về tiền không nhiều lắm. Mình có tiền quốc tế coi như bù lại, nhưng mà cái mà mình gặp vấn đề là chính là dân nhân sự đó các bạn. Nó làm chết của mình nhiều dân quá, mà nguyên cái đảo này thì mình nói thiệt với các bạn, giờ mình cũng không có chạy đâu mà thoát được sóng thần hết trơn. Nó nguyên đảo đỏ hết. Lửa thì lại không có, nói chung là địa hình tốt thì nó được cái này, nhưng mà nó dở ngược lại cái kia. Nói chung là được này mất kia, giờ chúng ta chỉ có nhờ ngoại giao thôi. Nói chung là cái công ty xây dựng của mình thì nó vẫn mắc người, tại vì phụ nữ không làm ở đây thì hầu như cũng không có nhiều chỗ để làm. Mà muốn làm thì lại phải là người trí thức cơ. Giờ một cái giờ còn đúng một cô giáo. Chịu luôn. Chỗ này thì đàn ông vẫn nhiều lắm. Thợ mỏ thật ra mình cũng không đủ. Nói chung là mình cố gắng mình tạo được nguồn hàng gỗ là để bán cho châu Âu. Trời ơi, không có người làm gì ở cảng luôn kìa. Tại cái gara nó đi mất rồi. Giờ tụi nó đi bộ không, nó đâu có xe đâu nó đi. Rồi đây. Chết nhiều quá mà chết toàn những người trí thức không mới khổ mình chứ đùa đâu. Rồi đây xây cái này lên thì kiếm được hai việc làm. Ê, cái này xuống năm thôi, trả lương mấy nhỏ này cao quá không được. Rồi đây. 8 đô là quá nhiều không được nhá. Rồi đây được hai cô giáo rồi. Tại bản thân nó học cái này xong nó quay lại làm cô giáo luôn cũng được mà. Một đứa thành tội phạm rồi đấy. Cái gì đây? Chưa gì ông đòi xây sửa vũ khí rồi, cái mỏ sắt chưa khai thác được. No me interesa. Bán. Rồi xong, ai muốn nói gì nói, xử đã cho an ninh nó tốt. Đây lên 83 liền. Biết là đang thiếu dân nhưng mà không có chấp nhận tội phạm. Rồi đây có người vô ngay mà. Đây giảm xuống, giảm xuống. Rồi đấy bà con vô đó mà chơi. Hai cái này cũng làm tốt. Nói chung là mới vô chưa gì mà mình đã tính được mình tham nhũng rồi thì hơi dở. Nhưng mà tại lúc này không tham nhũng thì cũng chả có tiền để mà xài. Rồi ok, cái gì đây? Người Mỹ thì muốn những tất cả những cái này. Nhưng mà những cái này thì mình đều có mà mình nhận trước đi. Để coi nào, tại vì cái này là mình không có. Cà phê thì phải là cà phê đóng hộp cơ chứ không phải cà phê không kia. Thuốc lá thì giờ mình xây cái cuốn chưa được. Ví dụ là nhận trước làm sao đi. Giờ hệ thống công trình của mình thì nó cũng chỉ mới được vài. Để nhập cư đông đông đã, chưa gì đã đòi cái này cái kia rồi làm sao đáp ứng được. Đúng rồi, ráng đi, trời nó chạy qua chỗ khác nó làm hết rồi. Lương cô giáo thì chắc phải để cao hơn tí rồi, thôi chấp nhận đầu tư giáo dục luôn. Đây đầu tư đảm bảo có đủ cô giáo. Đây 15 luôn đó mà còn không làm nữa là thôi. Đây là giai đoạn mà chúng ta phải ưu tiên cho cái bên nhân sự. Đây tạo công ăn việc làm.
hai cái nhà máy luôn cũng được. Chúng ta phải như là chúng ta phải bán gỗ mà đã qua chế biến á, thì qua thì nó mới có giá trị các bạn. Cái gì đây? Cái này ok luôn. Rồi ok, nhập cư vô giùm em nhiều nhiều cũng tí. Đây 6.000 mấy đấy. Không sống nhờ viện trợ quốc tế hoài được đâu. Ở đây còn đúng một ông thợ. Nói chung cái sóng thần nó tới sớm quá, mà nó lại gây chết nhiều người quá. Nó tính lên tỷ lệ dân chúng thì nó lại quá nhiều. Chứ nếu mà nó đừng có chết nhiều giống vậy thì mình cũng không gặp khó. Rồi đây bà con vô đây ở giùm cái. Rồi tới lúc nâng cấp rồi, cái này đi chúng ta xây lại. Đúng rồi, chúng ta cái này là để chúng ta trồng lại cây sau khi chúng ta đốn các bạn. Rồi đây. Ta mở thêm một slot cho cô giáo nữa. Thôi mở hết luôn đi. Ta đang cần đào tạo nhanh mà. Có nhiều về đây làm cô giáo hết cho tôi. Rồi sau đó mình về chỗ kia sau. Gì nữa? Ok thưa đức cha, cái này con sẽ cố làm, tại con cũng đang muốn làm đây. Tôn giáo nó thấp quá thì không được. À đúng rồi đó, bà con vô đây uống rượu đi. Không đi bảo ờ à, đó vậy đi nhập cư nhiều nhiều tí. Cho tôi sống với. Ủa mà sao bán không được miếng hàng nào vậy? Tàu này chở dân nhập cư là tại trời ơi bán được có 510. Mèo quá, nghèo quá các bạn ơi. Rồi ok thôi ráng lên ráng lên. Ờ à, có tiền viện trợ ngon. Đây xây luôn cái chung cư ngay đây là bà con khoái liền. Đây rồi chung cư không cho xây bên đó thì ta xây bên này. Rồi xong, đảm bảo có nhà cho dân ở là ok. Lương thực có đang giảm hả? Rồi ta kệ cũng không sao. Rồi ok. Cái gì nữa? Cá hả? Nhận luôn nhưng mà từ từ rồi làm. Sắp tới là 5962 là được nè, 5956 rồi. Ví dụ là những có những vụ nhận trước đi rồi làm sao. Đây nè, chặt nhiệt tình lên giùm tôi một cái. Chặt nhiệt tình lên. Đúng rồi đó, học nhiều lên đi làm công nhân đồ nữa. Tôi đang cần người làm công nhân đây. Đừng nói để tôi phải đi xóa lều tạm nha, nhà tôi xây cho quá trời quá đất rồi đấy. Thiệt khổ. Đúng là phải đi xóa lều tạm, nhiều đứa nó không có thích ở chung cư các bạn. Thật ra đa phần chúng ta ở đây thì cũng không ai thích ở chung cư cả. Tại vì chúng ta vẫn muốn ở nhà riêng cho nó tự do xíu. Nhưng mà nhìn chung thì cuộc sống phát triển đô thị chúng ta phải chấp nhận ở chung cư, với lại chúng ta ở đảo nữa các bạn. Chúng ta không giống như dân giờ nữa thì các bạn, về dân Singapore mà nó không chịu ở chung cư thì cái đảo Singapore đó không biết chứa được nhiều người luôn, tại nhà đâu có đủ đâu. Trời ơi. À chúng ta bị yếu về y tế rồi mà chúng ta chưa gọi cái này ra được. Mình muốn xây cái phòng khám nhỏ nhỏ ở đây nè mà cũng không được. Tại giờ cũng không có nhân sự bên, không có người học đại học các bạn. Đây đúng rồi, 13 người tới ở, tuyệt vời. Đấy, nhân công nó đang lên rồi. Ê, ra đây buông đẩy hàng ra cái. Đúng rồi, cho có tiền cái mới làm việc được. Đây, không đủ tiền xây cái phòng khám luôn chứ nhục ghê không. Rồi đây, chặt nhiệt tình vào. Không xin được tí tiền viện trợ nào cả. Còn một dân lại thành tội phạm nữa rồi. Đã không có tiền mà cứ phải bắn bỏ là sao vậy? Tôi khổ quá. À, 5 khu vườn thì được, cái này đáp ứng được. Rồi thôi. Muốn vườn tược rồi đúng không? Rồi vườn tược thì vườn tược. Đây. Xây luôn cho nó vui. Rồi xong ha, tụi môi trường. Đấy, vừa lòng chưa? Nước đang nghèo rồi mà cứ kiểu đó hoài không biết sao sống.
Đúng rồi, làm việc đi, làm việc đi. Đó đúng rồi, bà con đi học nhiệt tình vô. À, đó đúng rồi, bà con đi này đi. Trời đất, cái gì đây? Một là mất lòng Nga, hai mất lòng Trung Quốc. Thôi mất lòng Trung Quốc vậy. Ok, tại chúng ta đang ăn tiền của Nga các bạn. Chúng ta thì chả bán gì cho Trung Quốc à, rồi nhưng mà chúng ta lại bán hàng cho Nga khá là nhiều. Mình thì vẫn đang được ủng hộ khá là nhiều. Giờ cái bên nào thấp nhất thì mình sẽ nói về bên đó. Rồi thôi nói về tụi môi trường đi. Rồi đây chúng ta hứa cải thiện vấn đề tôn giáo. Ở đây cho nó thêm một cái nhà thờ nữa là chắc nó không có quậy mình. Muốn xây cái phòng khám rồi nhưng mà xem ra là phải chấp nhận cái này. Vẫn chưa xuống dưới 40 không gọi quốc tế được. Tại thật ra giờ xây một cái phòng khám thì nó cũng không đủ để đáp ứng cho toàn dân các bạn. Giá đồ gỗ tăng nữa nhưng mà bây giờ mình chỉ có bán được gỗ đâu qua chế biến thôi. Còn phải xây một cái gara đây này không, nó không chịu vô đây nó ở. 14 người nữa tới định cư. Trời ơi, rồi thôi khoan khoan, hãm lại. Giờ nhiều quá rồi. Rồi, ok. Ok, đi học. 43 là nó sẽ ưu tiên nó gì là một tỉnh một thì cái job nó cao hơn, nói chung là cái mức độ hài lòng khi mà nó làm việc cao hơn. 9 người chết trong năm qua vì bệnh tật thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Cái này nó chưa có giảm xuống 39 mới được. 40 nó vẫn chưa gọi nha. Rồi đây. Công việc xây dựng này gần như là dành cho đàn bà luôn á. Trời ơi. Đây nó làm việc lâu quá. 9 người nữa tới ở rồi, ok mà. Mấy anh ơi cho em xin thêm tí tiền viện trợ nữa đi ạ. À. Cho em nghèo lắm rồi. Trời ơi bán được có 700 mấy à. Lâu lâu hàng nó mới đẩy ra nhiều được. Rồi thưa đức cha, con đang rất cố gắng này ạ. Chưa là bà con vô đây khá là nhiều ấy. Đúng rồi, bây giờ gỗ chế biến rồi mình bán có giá nè các bạn. Rồi thôi khỏi đi. Nói chung là mình xây đây cái gì đây? À bò hả? Giờ hết chỗ rồi, thật ra phải để cái bỏ phiếu này xong thì mình mới nhận kèo rồi được. Rồi ok. Chúng ta thắng, rồi ok, chúng ta nhận cái này lấy 5.000. Lấy 5.000 làm khá có thêm tiền viện trợ nữa, tốt. Đây mình tới lúc phải xây một cái gara ở đây nữa. Cái nhà ở đây nó mới vận hành được. Rồi ok. Sau đó là mình xây thêm một cái chung cư ở đây không được hả? Không được thì mình xây cái phòng khám biết nhét vô vừa không ta. Chỗ này nó xây tào lao quá. Thôi chỗ này để mình làm vườn đi. Còn cái này thì mình xây ở đây vậy. Rồi tập trung về chỗ cho dễ làm việc. Ở dân mình thì đây cái này cho nó đỡ môi trường. Bấm một cục bấm hụt nữa. Rồi xong. Nó đỡ rồi đấy. Thiệt, chỗ chung cư còn trống không chịu vô ở. Cứ thích ra đường ở. Rồi đây cố lên. Chặt nhiệt tình vào đem tới đây xưởng gỗ nó làm việc. Bảy hàng ra bán mới có giá được. Đó đúng rồi đó, hàng phải đẩy ra được như vậy nè mới được. Như là cái tụi bên vận tải là đang được ưu tiên. Rồi cái tụi bên xưởng gỗ được ưu tiên. Như là mới vô mình đang làm cái này nhiều. Nào mà thiếu việc lắm thì nó mới đi làm bên này thôi. Đó được rồi, tụi đào mỏ này cho ấy lộn. Mấy anh khai mỏ này cho 10 đô luôn đi. Nhưng mà nó cũng không bằng nha. Cái này 53, còn này ảnh này 53 luôn hả? À, rồi thôi kệ nó cũng được đi. Rồi đây xong. Giờ thì chắc chúng ta gọi cái quốc tế tới được rồi. Chứ để dân mình nó chết kiểu này hoài tội quá. Đây nói chung là nó sản xuất gỗ không kịp luôn à.
bốn người nữa tới ở, nói chung là đa phần người dân tới đây chết vì bệnh tật khá là nhiều. Nếu có thiếu ăn ta à, 46 à, tại mình không có sản xuất lương thực đó các bạn. Cái sản xuất lương thực này là mình phải đợi tới à, như phải đợi năm 62 mình mới tự sản xuất lương thực được. Còn à tới năm 60 là nó sẽ tự động tăng bán giá muối hả à, ngon đấy. Rồi đây, cái này là chúng ta tăng cái này lên, nhưng mà chỉ có những người giàu có mới tới được thôi, cái này chưa tăng lên được đâu. Như là chúng ta phục vụ ở mức bình dân thôi các bạn. Rồi đây nhất mình có một bác sĩ, nhưng mà mình không lo được cho có 20 dân nè. Tính ra lương bác sĩ trong cái đảo này là ngon nhất luôn rồi đó. Tại một ông bác sĩ được cái 20 đô lận, trong khi đó là lương có 10 đô thôi, lính cũng được 10 đô các bạn. Nhưng mà trong những người dân nhập cư thì cũng có thể có người có trình độ cao, là nó cao so với dân mình ở đây thôi. Có trồng mía đâu mà xây cái nãy giờ nó có đòi cái gì không, xây cho hai cái nhà máy vậy rồi còn muốn gì nữa. À có tí tiền viện trợ rồi, nhưng mà đa phần là mình để mình cái này không, cái này không nhận, cái này không nhận. Rồi ok, chúng ta nhận được tiền của Mỹ và của Liên Xô khá là nhiều, nhưng là đều ở trạng thái nồng ấm. Mình thân nhất với châu Âu tại mình bán hàng châu Âu rồi, chủ yếu Trung Quốc thì mình từ chối nó rồi, nó ghét mình, nhưng bây giờ cơ bản dân nồng ấm. Trung Đông thì tại dạng mình là cái dân đạo Thiên Chúa đó, thì cái tụi Ả Rập thì nó không ưa mình, nhưng mà nhìn chung thì vẫn ổn. Ở này nhét vô không vừa đúng không, ở nhét vô không vừa thôi. Rồi đây xây thêm cho cái nhà ở đây là được cái gì đó, xây gần cái này luôn cho nó xây cho lẹ mà. À, chúng ta có đúng nhiêu đây thôi, thật ra ông này ở đây còn nó có cái này ở đây nữa mà đa phần nó sẽ mò tới đây. Rồi bà con xây đi, chúng ta bán hàng thì cũng không được nhiêu, 4.000 mấy mà cũng được. Nói chung có cái này rồi thì cái hàng hóa chúng ta nó có giá trị hơn. Tuy rằng là chúng ta chưa có máy móc gì, nhưng mà chúng ta hả công trình tăng 20% hả. Cái này nó là cái gì, cái này sự kiện gì mà nó dẫn đến cái giá vật liệu xây dựng nó tăng, nói chung là chi phí xây dựng công trình nó tăng. Một dân nữa tới thì cũng không quan trọng lắm. Đây có thêm nhà rồi, vô nhà mà ở giùm cái đi, khổ quá rồi, cứ suốt ngày đi ở đây thôi, ở ngoài lều thôi, trong cái nhà ngon hơn không chịu ở, cứ phải đi dọn cho nó riết. Làm ơn 6 tháng tới một lần đi, để coi các phe trong nước coi. Rồi ok, chỉ có tụi môi trường là nó không ưa mình lắm thôi, nhưng mà ít nhất môi ô nhiễm mình được giữ ở mức thấp các bạn. Tại tuy là mình chưa có xây cái nước chưa gì hết, nhưng mà được cái là nó cũng đỡ. Đây ngồi vô đó ở giùm cái, mấy cái này giờ nó chặt nhiệt tình rồi. Ok công nhân ở đây cũng sắp đầy rồi. Ok tinh mục cảnh sát đồ cũng ok rồi, nói chung là khá là ổn. Nói chung là chứ tư cách là một điệp viên CIA thì chúng ta làm tương đối tốt nhiệm vụ chứ đùa đâu. Đó đều là 2.000 đô mỗi năm mà Mỹ cho quá ít các bạn, không đủ để chúng ta dùng. Có nhiêu đó hàng thôi mà có 4.800 mà, trong khi đó hồi nãy mình để gần đầy hàng lên trả được nhiêu đây nữa. Nói chung là hàng hóa mà qua chế biến rồi nó mới có giá, chứ mà chúng ta bán nguyên liệu thô thì giá nó bèo lắm. Giờ chúng ta phải hạn chế nhập cư thôi. Rồi ok, chờ thì chở xỉn. Ủa mình làm gì cho nó giận rồi. Rồi đây từ từ 2 năm nữa bắn cá được rồi. Còn cái ủa cái nông trại lên lâu tới à, 8 người tới ở thôi cũng được. Ok ngon, ngon 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 ngon, 8 người tới ở. President, ờ cho cái này à, được được được, hảo 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 hảo. Rồi mày cái nhà máy này là phải có điện. Ê chà, hơi dở rồi à, thôi kệ. Còn giá chi phí công trình nó đang tăng nữa.
mới khổ đời tôi chứ. Đây, cho cái một cái công trình ở đây đi là tính. Nó lên tới 4 ngàn mấy luôn. Đây mình cái khả năng giảm, mình giảm được có hình như có 8% chi phí xây dựng công trình thôi mà nó tăng lên tới 20 lần. Tức là ở này mình đang công chi phí xây dựng công trình nó tăng tới 12% nữa các bạn. Đây là có cái bãi giữ xe ở đây, nó gì làm cũng dễ. Trời rồi giờ tới bão nữa. Trời, tha em đi, em nghèo lắm rồi chứ, cứ nghèo mà mắc cái eo ấy nhỉ. À rồi ok, mất một cái à, như đây thôi cũng được. Quốc tế nó cho tiền xây lại chắc dư được ít. À mà chả dư được miếng nào các bạn. Dư nhưng mà không nhiều. Rồi làm việc nhiệt tình lên. Trong ồ oh. Ê sao hai anh này ghét mình vậy? Mình làm cái gì mà nó ghét thế? Mỹ thì ghét mình tại vì mình chưa có à, mình có phần hướng về phía cộng sản. Liên Xô thì nó ghét mình vì lý do nào đó. À đúng rồi, tại gốc mình là thân Mỹ. Khoan đã, nếu vậy thì giờ không chơi cái bài này được đâu, mình phải chuyển qua thân Mỹ ngay. Không chú Sam chú ấy cho mình xuống bây giờ, tại chú ấy đưa mình lên được, chú ấy cho mình xuống được đấy. Rồi mà em xin lỗi, em có làm cái gì đâu. Em vẫn luôn trung thành với anh cơ mà. Thiệt khổ quá đi. Thở tí là mấy anh này làm mình làm mẩy. Em cố gắng lắm rồi đây. Cái đảo này nó nghèo quá mà tiền viện trợ anh cho em là ít quá, em mới bị cái thế này. Chứ em nào muốn tình huống nó xảy ra như vậy đâu. Đúng rồi đó, à, đó các bạn không? Hàng có nhiêu đây thôi mà nó đã 7 ngàn mấy rồi. Ở đây nè, chúng ta có hàng chúng ta bán cho Liên Xô đây này. Chúng ta có gỗ chúng ta bán cho châu Âu, nhưng mà hình như chúng ta chưa có gì để bán cho người Mỹ. Thảo nào nó ghét mình cũng phải. Mình không đem lại lợi ích cho một người Mỹ rất là thực dụng nha. Cái này mà chúng ta không kiếm được giá trị kinh tế cho Mỹ là chúng ta mệt đấy. Trời ơi, nó viện trợ, nhìn cái tiền viện trợ buồn luôn á. Nó cho mình giống như thế này, nó cho tiền lẻ. Cái đó tiền lẻ thật. Cái gì đây? Kim loại em chưa có, xin lỗi chị. Em có gỗ thôi mà Liên Xô lại nó không cần gỗ. Nước Nga cái rừng thông Taiga đó bạc ngàn rồi, nó mình chỉ có mình mua gỗ của nó chứ làm những cái chuyện nó mua gỗ của mình. Mà nó chơi với nước Nga hiện tại là đang được hưởng lợi nhờ cái biến đổi khí hậu các bạn, tại băng nó tan nhiều vùng của Nga bây giờ bắt đầu nó thành cái vùng mà có thể ở tương đối tốt. Ủa mình hãm cái gia tăng dân số lại cái nhập cư lại chưa mà sao nó vô kinh vậy? À, rồi mà ta. Rồi đây. Rồi thêm một cái này nữa. Rồi đây. Cái này không được. Đây cái này đi. À không không không, xe ở đây, xe ở đây. Nãy giờ ở đây chưa có cái nhà dân nào hết. Ráng lên, một năm nữa là chúng ta bắt đầu xuất khẩu cá được rồi. Giờ xây cái này thì cũng không có trường đại học. Rồi xây thêm một cái nhà dân nữa đi. Xây cái nhà dân đó, nó ở khu trên à, mà nó xây nó phải gần gần ở đây. Nó gần cái này nó mới là chịu ở. Rồi ok. Lại có công ăn việc làm cho mấy người này. Cũng có đàn ông đi làm thợ à. À chắc là tại vì nó không kiếm được gì khác thôi các bạn. Đây lần này chúng ta xuất khẩu được khá nhiều á. Một năm nữa thôi là bắt đầu mình xây mấy cái cảng cá là được rồi. Chừng nào có nhà máy năng lượng mặt trời ta? Ờ, chắc còn xa lắm. Rồi đây. Tốt. Nói chung là giống như mình đã hay nói đó, nhà dân cần 10 mà nhà nước cho được 5 thôi thì không có nổi loạn. Mình đã cho được hơn 5 rồi nè. Còn nếu mà cho được 6, được 7 thì đã nổi trong mắt nhân dân rồi. Thì nói chung mình đã cố gắng cho người dân cái gì họ muốn rồi các bạn. Chỉ có cái nhà ở thì tại ở chung cư nè, cái điểm nó không cao, với cái này do mình là dạng kiểu thân Mỹ, mình đưa lên kiểu không có hợp lòng dân á. Mình đưa lên nhờ cái đô la, với bản thân mình cũng là dạng con ông cháu cha, con nhà giàu, nó mấy tụi nghèo nó ghét. Còn mà dân mình thất nghiệp nhiều thế. À,
tại nó tới nó nhập cư đông quá mà mình lại chưa có tạo được nhiều công ăn việc làm cho lắm. Đây, ráng xây nhà cho nó ở đi. Này đập ức có người vô liền. Họ đang thiếu việc mà người có trình độ cấp 3 không phải ít, chưa kể là giờ mình ép cái nhập cư lại. Chỉ những ai có năng lực mình mới cho vô, chứ cái dân thường là không có cho nhập cư. 9.000 mấy thì giờ hơi ít, chỉ đủ để trả nợ thôi. Nhiều nhiều tí, đúng rồi. Trời ơi, nhiêu đây thì cũng không làm được gì, tại cái số tiền nhiêu ra ít quá. Ô, xây được rồi, xây được rồi, hay quá rồi, ok. Ok, ok. Đấy, tiền viện trợ nhiều nhiều vậy đi chứ. Sao tự nhiên cái tình cảm với mình với nó cứ lộn xộn sao vậy. Lúc thì rất là thương, lúc thì lại ghét. À đây, chúng ta phải đợi tới năm 68 luôn mới có cái chăn nuôi. Còn trồng trọt xịn là cũng phải đợi năm 67. Nhưng mà khá là lâu đấy. Nhưng mà cái đó phải chịu thôi. Cái này xin lỗi anh em không có đáp ứng được kim cương hay không có. Rồi đây. Đây, tuyệt vời, tuyệt vời. Không chê vào đâu được. Có cái cảng cá rồi. Rồi đây, hai cái cảng cá. Có cá để đem bán rồi. Trời ơi, mừng quá. Đây. Ôi giời ơi. Đây. Rồi kéo thẳng xuống đây luôn, chấp nhận hư mất mấy cái cây. Rồi xong, tuyệt vời. Chúng ta đáp ứng được nhu cầu giải trí chưa ta? Giải trí cũng còn hơi thấp. Nhưng mà giờ xây cái khác thì cũng không có để mà xây. Dân mình thì giờ nó cũng không cần cái giải trí. Cái này thì chưa có tiền gì để xây, cái này muốn xây thì chưa được. Cái này thì cũng chưa cần gì hết, mấy cái dưới này thì càng chưa. Rồi thôi, dư tí tiền đi, có gì còn trả lương cho nó. À cái này nữa là chưa nâng cấp đây. Giảm cái ô nhiễm môi trường. Dù là có được nhiêu chi nhiêu à. Ví dụ giờ mỗi lần mình sẽ chơi 15 năm các bạn ha. Mình chơi tới năm 65 rồi mình nghỉ. Vậy cho nó gần đủ một tiếng, chứ hiện giờ clip này mới 52 phút à. Ok, chưa đến đòi nhà thờ lớn rồi các bạn không? Cái này nó bị khấn nhiều lắm. Ở đây đúng rồi đó, hàng đẩy ra đi mới còn 5 tháng nữa tàu tới mà đã mình có được 3.900 là thấy ngon rồi. Đây. Rồi xong cái này nữa mà mình chưa có cái xây cái đồ cứu quả. Mà giờ dập lửa là 4.000, rồi trực thăng tới là 4.000 đó các bạn. Tiền đâu mà dập. Đừng có cháy nha. Làm ơn đừng cháy. Giá muối tăng 50% rồi, quá ngon. Rồi vậy đi. Vậy đi. Nếu như là không trồng trọt gì và không cũng không tốn tiền. Mới là đi cho trực thăng tưới rượu cũng 400 đô đó các bạn, không phải ít đâu. Nhưng mà giờ hạnh phúc của người dân còn có nhiêu đây thôi. Mèo quá. Dạ không đủ nhà để ở mà chất lượng nhà cũng không cao. 13.000 mấy, nói chung là cũng ngon. Hai người dân nữa trở thành tội phạm. Thiệt khổ. Anh ơi, tới mua hàng lẹ giùm em anh ơi. Em khổ lắm rồi. Rồi thôi tạm thời khoan bắn bỏ đã. Tại bắn bỏ là có nổi loạn nữa, mình mệt lắm. Đúng rồi. 9 người nữa tới nhập cư. Rồi. Ok, đẩy hàng ra cái. Tiền nó cũng lên được có nhiêu đây thôi các bạn. Trả thêm được cái gì nhiều. Muốn xây một cái cảng cá cũng không được. Mỏ thì ở bên này. À, xây mỏ được rồi, nhưng mà xây cái mỏ này mốt lại phải nâng cấp nữa. À, để mốt có mỏ xịn thì tính luôn đi. Cái mỏ xịn đó thì giờ mình chưa có. Xây cái gì cũng không được. Hay là lại thêm một cái trại gỗ này như tụi môi trường cho nó chửi chết luôn á. Nhưng mà giờ không xây thì cũng không biết là sao để tạo được công ăn việc làm. Thiệt. Thôi bất quá thì xây cái này xong xây thêm xưởng gỗ vậy.
đây, kéo lên đây. Ok. Để coi nào, xây cái này ở đây thì nó xanh hết nữa. Cũng xây đâu cũng được hả? Ngon thế. Nên xây cái này trong góc thì sẽ hay hơn. Rồi đây, ok, nó hơi xa xa một tí. Nhưng mà giờ chỉ có cách này mới tạo ra được nhiều công ăn việc làm thôi. Rồi, trời ơi, có tiền viện trợ rồi, sao không tới sớm hơn chút cái giùm cái anh ơi. Khổ quá rồi. Rồi đây, có chỗ cho mấy đứa đi học cấp 3 đây. Rồi, sau đó chúng ta xây được thêm một cái này nữa. Như là mình có rất nhiều xưởng gỗ các bạn ha. Đây rồi. Xong, tạo điều kiện cho mấy đứa đi học cấp 3 thì cái trường học nó mới có đứa đi học. Đây mình xây một cái nhà thờ là có 4 đứa, có chỗ cho 4 đứa. Cái gì đây? Cái này muốn nhận nào mà chưa được. Từ từ. Trời ơi, cá mới được con nhiều đây là tại vì chắc dân mình nó ăn hết rồi. Mình về cơ bản giờ mình cũng chả có thức ăn gì ngoài cá biển cả. Mình có sản xuất lương thực đâu. Dân mình nó thiếu ăn nữa đây này. Rồi đây. Chưa nâng cấp cho cái này, xây thêm cái nữa tụi môi trường nhà nó chửi dữ lắm rồi đó. Biết rồi, bình tĩnh đi cô hai. Thiệt, mệt với cái đám môi trường luôn. Rồi đây chưa gì có 3 người nữa không? Ở đây có người học liền. Có việc làm thì nó mới chịu học các bạn. Không có việc làm đâu chịu học. Chỉ bình thường. Như là đi học thì phải mong có việc làm, chứ không có việc làm đâu ai chịu đi học. Rồi ok. Giờ chắc là bà con đu tới chỗ này cũng nhiều rồi. Đó đúng rồi đó, hàng đẩy ra nhiều lên. Ở đây là ở đâu cũng có nhiều người làm rồi này. Đây. Đó phải vậy chứ. Tôn giáo với lẫn giáo dục trong cái game này là miễn phí nha các bạn. Sáu người nữa đến ở, tuyệt vời. Rồi xong, đây. Xây cái này đi cho tụi môi trường nó vừa lòng. 2.000 đấy chứ cũng không phải rẻ đâu. Rồi xong, gần như hết luôn. Không còn xu nữa. Rồi ok, chỉ được như vậy thôi. Ờ, cá thì gần hay. Rồi em biết chúng ta là ở trong trạng thái thiếu nợ rồi. Nhưng mà cái trường hợp này thì không có tránh được. Vẫn còn người thiếu nợ. Đây. Đúng rồi, ráng học đi. Đấy, làm việc đi. Đúng rồi. Ồ, có tiền viện trợ, hay. Có tiền viện trợ là xây dựng liền. Ok. Tiền lương chưa cải cách được, nhưng mà cái này chúng ta có thể làm được. Rồi ok, cái này chắc nó cũng không đụng gì tới cái mỏ muối lắm. Cũng không sao, dính miếng rồi. Cái này cũng chưa có làm được, em xin lỗi, em chưa có công nghệ mà chăn nuôi, nó đợi tới năm 68 lận. Sản phẩm nông nghiệp thì năm 67, cái nhà hàng này năm 65. Cái này năm 64. Ủa khoan, vậy cái điện mặt trời là năm mấy? Tới giờ chắc vẫn còn đang xài cái cối xay gió quá. Rồi ok. Tới lúc này về cơ bản là sẽ trường đại học được rồi đấy. Hai người nữa tới ở. Ok. Đây, tuyệt vời. Chỗ này thôi giờ xây thêm một cái phòng khám nữa đi. À không. Giờ thì chúng ta phải xây thêm một cái này mới đúng.
phát triển theo hướng này từ 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 từ. Cái cảng cá là không được nằm quá gần nhau, vậy thì phải đi lên theo đường này. Rồi đây, đây mình đang cố gắng xây dựng những khu dân cư mới đây. Xây trước cái gara đây đi rồi xây nhà cho nó sau, coi như là mình tạo công ăn việc làm. Ủa mà tính ra mình toàn tạo công ăn việc làm cho đàn ông không, tại mấy cái này là không có việc làm cho phụ nữ. Đây cái này nó vẫn là cái này đúng không ta? À, rồi ok, không mắc lắm. Một cái này thì chắc khó đáp ứng đủ nhu cầu y tế rồi. Cái Liberty ở đang xuống thấp quá mà có điện đâu. Giờ xây cái bên tòa soạn báo tụi môi trường nó lại nhảy dựng lên nữa. Rồi ok, thêm một cái này nữa. Rồi lại bão. Trời đất, ba cơn bão luôn. Tôi ăn ở sao vậy trời, bốn cơn bão luôn chứ không phải ba nữa. Nếu mà mình cũng không biết mình ăn ở sao luôn á nha, trời không có thương gì ta, đã nghèo rồi mà còn bị cái này nữa. Chính bản thân mình cũng bị bão nó làm gì thương. Hàng cũng có giá trị đó, nhưng mà như đây cũng không làm được cái gì. Rồi đây là nó đòi xây cái này rồi. Rồi từ từ tôi xây. Khổ quá. Đảo mình nói chung là nãy giờ sóng thần cái giờ thêm bão này nữa, không biết sống sao với nó luôn. Trời đất, quỷ thần thiên địa, các bạn nhìn coi cái thiệt hại nè. Quốc tế cho tiền nhiều mà chắc cũng chỉ đủ để xây dựng lại thôi. Đấy, chưa gì là thấy cả đám ra đường ở rồi. Trời đất ơi, khổ quá. Xây lại cái đống này xong là hết tiền luôn, không dư được miếng nào hết. Đây giờ sợ còn không đủ tiền xây lại cái này cơ, biết ngay mà. Rồi lại thêm đám nữa thất nghiệp thiệt. Giờ muốn xây cái này cũng không đủ tiền, nhưng mà cũng tháng nữa nó tới rồi. Ây chà, khoan chơi thêm năm nữa đi. À hay quá hay quá, ít nhất trời còn thương, trời còn thương. Đúng rồi, là mấy anh kia vẫn còn thương. Ây chà, bắt đầu nó ủng hộ mình ít rồi. Đây vấn đề nhà ở đúng không, mình thì vẫn còn đang được ủng hộ nhiều lắm. Bên nào tụi môi trường nó ghét mình đây này. Rồi hứa cái vấn đề dạ giờ giảm ô nhiễm thôi. Đây rồi thôi được rồi, lại xây thêm mấy cái vườn cho nó đi cho nó vui. Vườn này bự quá không được. Đúng rồi, vườn này nè. Đây xây luôn vậy cho nó vui. Rồi xong, mớ luôn. Rồi rồi tôi biết rồi. Thiệt. Đất nước thì nghèo mà nó cứ suốt ngày nó đòi cái này cái kia. Rồi đúng rồi đúng rồi. Tới mua giùm cái. Rồi ok, có xe gió đúng không? Cái này xây được cũng nhiều gió đấy. Đây. Rải ra vậy. Đây, cho nó hai cái cối xì gió luôn, với là mình kết nối hệ thống điện của mình lại đã. Thêm cái máy lạnh cho dân. Như là giờ nhập cư hạn chế thôi, mình vẫn đang được ủng hộ khá là nhiều các bạn.
với lại xây cái đó lên nữa, mình có cái có cái nhà máy lọc nước á, khoan thêm năm này nữa đi, lại đang bỏ phiếu nè, nghi nghĩ lúc này nó cũng hơi lo lắng một tí. Rồi đây, rồi bên xây dựng giờ tới lúc mà nó làm việc nó chạy hết ga rồi đây, ráng đi xây dựng lại. Ok rồi đấy, bắt đầu thấy cái này nó quay quay là mình vui rồi. Cố lên nào, tái thiết thôi. Bốn người nữa tới ở, trời ơi, đi rớt xuống đây rồi. À đây nè, đúng rồi, chúng ta phải xây cái này nữa chứ không thôi tụi trí thức nó lại la làng nữa. Đây một cái trường học đây. Ok, kết nối lại được rồi. Tuyệt vời, nhưng mà chưa đủ tiền xây cái này. Hai đứa nữa làm tội phạm thì nó thất nghiệp rồi, nó sẽ đi làm tội phạm à. Đó, mình không chạy được cái vô mấy cơn bão rồi nó hại mình quá đi, mấy cái thiên tai này nè. Đụng cái chung cư nó xây lâu nữa. Đây. Ok. Này hoạt động những là làm bằng tay hoàn toàn luôn nữa cho nên là nó hơi bèo. Đây rồi nè, có trường học cho mấy đứa con nít rồi. Dân nó cũng đỡ quậy mình. Ồ, có tiền viện trợ ngon. Rồi đây. Tới lúc rồi. Đây nhà có máy lạnh là sướng nha. À quên nữa đó, thấy không? Rồi thôi lỡ rồi thôi, đáp ứng nhu cầu nhà ở trước đi. Đây nhà có máy lạnh rồi. À chỗ này nó nằm ngoài dùng điện hả? À, thôi coi như cái nhà đó xui. Đây. Đây đó đó, bây giờ thấy tôi thương dân ghê chưa? Rồi, đó, cũng không thương lắm đâu các bạn. Nó mình tuyệt đấy sao? Rồi đây. Đây được hai cái thôi là hết rồi. Ok, giờ sản xuất sẽ tăng lên rồi đấy. Bên xây dựng là cho nó chạy hết hơi luôn. Đây, hy vọng là còn điện. Làm sao còn nhiều lắm. Rồi nó vô nó ăn hàng đồ cái là mình vẫn chạy được ngon ngon lành ngon hơn như thường. Cho 5.000 hả? Ok thôi cũng được đi. Nhận kèo nhưng mà để có cái mỏ xịn đó. Cái mỏ xịn thì chừng nào có ta? Ây da, cái mỏ xịn thì chắc có bộ còn lâu lắm. Nhà thờ tập trung đây rồi, ok, nhu cầu đi nhà thờ của nó cũng ok. Tự xây thêm được cái kia đã rồi chúng ta nghĩ là vừa. Đây. Rồi thêm một cái nhà ở đây nữa. Hơi xa trung tâm một tí. Rồi bà con ráng lên. Rồi đây. Rồi đây, ngon. Ok. Còn gì nữa không? Thôi à, được rồi, được rồi. Để xây cái đồ cứu quả. Đây, 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 đây. Nó cháy một cái nữa là khóc ra mấy chục cái tiếng luôn á. Đây. Cố lên anh em. Rồi đi xây cái này trước cũng được. Cái này thì cũng có người xây. Biết vấn đề sức khỏe nó có vấn đề rồi nhưng mà bây giờ cũng không có tiền, thành ra là chịu thêm một cái này nữa vậy. Này giờ để cho nó nằm đây đi.
thôi, cho nằm đây đi các bạn. Nằm bên này đi để mình để cái nhà máy nước bên này nè. Cái này xây lâu lắm luôn á. Công nhân nó bu là nó xây vậy mà không xong được là các bạn hiểu rồi. Cái này có đúng một đứa xây à, tiền chợ hay quá. Mà tiền chợ không đủ. Oh. Đúng rồi đó, anh em ráng làm việc đi. Đẩy gỗ đi nhiều nhiều tí. Nhưng giờ Mỹ rất thương chúng ta là chúng ta có chính sách thân Mỹ. EU chúng ta bán hàng cho nó, Liên Xô mình cũng bán hàng cho nó. Chỉ có Trung Quốc với lại thằng Trung Đông là nó không ưa mình thôi. Cái này môi trường là gần như bằng không. Quân đội thì nó đang chê mình, tại vì chẳng qua mình có cái này thôi. Với lại cái mình đang có số lượng lính nhiều hơn tụi nó loạn. Rồi ok, đó tiền. Nói chung là giờ hàng hóa có giá trị rồi, nó lên lẹ lắm. Đây, nhu cầu của người dân ta chưa đáp ứng được. Đang bị cháy hả? Rồi đây. Cái gì đây? Cái này không đáp ứng được. Cái đồ kim cương hoài, kim cương đâu ra mà bán cho. Rồi đây. Tới lẹ lên. Đây. Đúng rồi. Tới đi. Rồi, ok. Đây. Để cái này lên là chúng ta yên tâm. Đúng rồi, hay. Rồi thôi. Nó muốn thì xây cho nó cái này đi, tại cái này mốt mình tự động nó cũng mất à. Đây, xây cho quân đội nó vui à. Đúng rồi, giờ mình xây cái này được rồi mà ta. Đúng rồi, xây cái này ở đây đi, chúng ta bán hàng cho người Mỹ. Phải bán hàng cho Mỹ thì Mỹ nó mới thân mình được. Bây giờ thì cái này nó xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua cái này lại để cho chúng ta thân Trung Quốc với lại thân tụi kia luôn. Đây, họ chơi luôn tới năm 70 đi các bạn. Chơi luôn 20 năm. Rồi đây, nói chung là điện cũng sắp không đủ rồi. Nhưng mà cái đó là phải chịu thôi. Không sao, chỗ muối này không nhiều, đa phần nó tập trung dưới này, tha hồ khai thác. Rồi, ok, đẩy lên 10 cũng được. Đây, 10 luôn. Ok, ồ dân mình học đại học nhiều thế. Đây, chúng ta có rất nhiều thức ăn các bạn. Rồi, ok. Tiền viện trợ. Ok, có hai cái này rồi là chúng ta đỡ lo môi trường. Tụi môi trường chắc nó cũng hài lòng phần nào rồi các bạn. Nói chung nó ghét mình phần nữa là do mình cho thử tên lửa hạt nhân. Nhưng mà cái đó cũng phải chịu thôi. Ok. Đẩy hàng ra nào. Đúng rồi, cố lên, cố lên. Rồi, đây, ngon. Chúng ta trả 2.000. Rồi, chúng ta xây thêm một cái này nữa, một cái cảng. Một cái cảng nữa là xong. Rồi, ok. Cái đường nó đẩy vô đây. Ok, phát triển cái khu này lên. Rồi sau đó thì mình sẽ trồng thêm một cái cối xay gió ở đây nữa. Và tất nhiên là đi cùng với nó là một căn nhà. Giờ thì chúng ta tạo điều kiện cho người dân có được đi khám chữa bệnh đi. Một cái phòng khám nhỏ nhỏ đây thôi, bệnh viện thì chưa được. Cái này thì lại quá được đi chứ. Để coi nào, à rồi năm 73 sẽ có cái mỏ này các bạn. Rồi chúng ta đợi xíu nữa là chúng ta xây được cái trại chăn nuôi rồi.
À, vụ Watergate trong lịch sử nước Mỹ nè các bạn. Ở năm 78 chúng ta mới có điện năng lượng mặt trời. Rồi thôi ok. Sắp hết điện rồi các bạn. Chúng ta có ít điện quá. Rồi đây ok, đa phần nam giới đi học cấp 3 không. Đa phần nam giới giờ là cố gắng đi học hết rồi. Mình không nghĩ là mình có nhiều cái này vậy luôn á. Rồi ok, thành công. Thành công các bạn. Rồi đây, cái này sao lại báo là không có người làm. Rồi ok bà con cố lên. Thì nhiều đứa nó cứ vẫn thích chạy đi đâu á nhỉ. Để coi tầm T87 đây, 77 là quân đội khổ hơn là bác sĩ. À, mà cũng đúng. Ồ, tính ra nhiều người nhập cư của mình là người giỏi ghê ta. 12% người nhập cư của mình là người có trình độ đại học, 17% là người học cấp 3. Dường như mình không thiếu lao động ở khoảng này luôn á. Rồi đây. Ok. Giờ điện mình nhiều rồi, chỉ cần có tiền thôi là nâng cấp được. Những khoản này mình làm chưa tốt nhưng mà rồi sẽ tốt. Đây nâng thì nâng cho đều. Rồi đây 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 đây. 5 mê rồi mà không có tiền. Không mới thành vấn đề. Cái này thì sắp được rồi. Từ từ đã. Chỉ cần xuất khẩu đủ cái hóa chất thôi là mình có thể làm cái này với đặc với cái này nữa đây này. Tuyệt vời. Biết là chúng ta cần trường đại học rồi cô nương. Đây. Sao chúng ta đi bệnh viện khá là nhiều chứ. Oh yeah, hay. Rồi, thời tới, thời tới. Mỏ muối ở đây đúng không? Rồi, xây ở đây là được lợi gì? Ok. Thời tới cản không kịp. Đây. Để dành khu này là có lý do mà các bạn. Thời tới, thời tới. Đây. Tha hồ mà phát triển. Kéo cái đường đi đã. Thôi kia, lát nữa lại gặp chuyện. Rồi đảm bảo phát tài phát lộc luôn. Rồi hết rồi thôi. Nhiêu đây thôi là cũng đủ mình phát tài rồi các bạn. Rồi đây ô nhiễm đang giảm. Đây tạo thêm được mớ công ăn việc làm cho dân nữa đây. Đúng rồi bà con cố lên. Cái gì đây mất lòng Mỹ, mất lòng Trung Quốc. Tất nhiên là mất lòng Trung Quốc rồi. Chúng ta nói chung là Đài Loan độc lập. Có bạn thì nói với mình là cái game này có thể mô phỏng Đài Loan với lại Singapore chắc là nhờ mod. Nhưng mà nói chung là cái đó mô phỏng cái này nó hơi khó khăn tí. Tại cái quy mô nó không đủ các bạn. Dù là Singapore hay là cái này thì không. Dù là Singapore hay là Đài Loan thì cái quy mô của cái hòn đảo trong cái game này nó cũng còn quá nhỏ. Singapore thì có thể nhưng mà nếu mà Đài Loan thì không được. Đài Loan cái đảo nó bự lắm. Mình cho là cái đảo lớn nhất trong cái game này nó cho mình thì cũng chỉ bằng với Singapore thôi. Để coi nè. Đây là cái hướng của mình nó ra đây. Rồi thôi ít nhất một cơn bão thì mình còn chịu được. Bản thân mình là trúng bão nó không biết sao bão nó cứ nhắm vào nhân vật của mình hoài. Buồn ơi ghê là buồn, buồn ơi là buồn luôn á. Khoan khoan từ 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 biết năm 70 thì mình từ từ nó cho mình thở cho mình qua cái này mình bấm xây dựng lại mình luôn game mình nghỉ được rồi.
nó gãy mất luôn ngay cái cối xe gió của mình nhé. Bảo là nó đánh ác thiệt, nhắm vô ngay cái quan trọng của mình không. Đây hai cái cản đòi tiền mình nó nhiều hơn. Lần nào lần ấy nó cũng rất là nhiều nha, hư hỏng nhiều vô số kể luôn. Rồi đây gara rồi nữa này, nó đánh vô cái hạ tầng giao thông của mình. Có xe gió này thì phải xây lại cho lẹ, không là chết cả đám đấy. Rồi ok, bây giờ tới cái nông nghiệp này, nông nghiệp trồng lúa, trồng cà phê khu này chắc được. Đây biết để đây còn ngon không ta, đây còn ngon hả? Ok luôn. Rồi xong, tháng 3 năm 1970 chúng ta ngưng ở đây được rồi các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nói chung là trong vai trò của một đặc vụ, nói chung là một cái kẻ mà được CA hậu thuẫn lên nắm được chính quyền, là chúng ta đã làm khá tốt nhiệm vụ của chúng ta rồi. Tuy rằng là có lúc cái tình hình nó không được ổn cho lắm, nhưng mà nhờ cái năng lực ngoại giao, cái trai của nhân vật á, thì mình đã được qua cái kiếp nạn các bạn ạ. Không bị chú Sam cho ăn quả dân chủ, mà cũng không bị Liên Xô trừng phạt các bạn. Rồi ok, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.